Rồi chúng ta sẽ tạo một cái package mới lab 4. New một cái lab. Mình để là lab 4 luôn. Rồi phía bên này mình sẽ tạo thêm một cái nữa là bạn sẽ tạo cho thầy một cái lớp là sản phẩm. Hai người ta yêu cầu mình tạo là một lớp sản phẩm có 3 thuộc tính: tên, giá và giảm giá. Gồm hai phương thức là nhập và xuất. Như vậy thì mình sẽ làm ở đây. Mình tạo ra cho thầy một cái lát là sản phẩm. Các bạn có thể sử dụng chữ hoa để các bạn phân biệt cho nó dễ, và sản phẩm chữ hoa các ký tự đầu thôi. Thì trong chữ hoa này, trong này mình sẽ tạo ra một cái tên sản phẩm đơn giá giảm giá, tên sản phẩm kiểu string mình dùng là public string, tên sản phẩm rồi đơn giá là kiểu double. Đơn giá public kiểu double tiếp giảm giá. Rồi. Và chúng ta có hai cái phương thức, là phương thức đầu tiên là lấy thuế nhập khẩu, lấy thuế nhập khẩu double. Phương thức thứ hai là xuất, phương thức thứ ba là nhập. Như vậy thì chúng ta sẽ làm cái phần này như thế nào? Thuế nhập khẩu giả sử mình cho là 10%. 10% đơn giá. Được chưa? Như vậy chỗ này mình sẽ viết những cái hàm liên quan. Những cái hàm liên quan. Như vậy trong cái bài mà hôm trước chúng ta coi về cái lớp và đối tượng, ở phần cái slide 4, thì chúng ta xem lại cái cách để mà chúng ta thể hiện hàm thì thể hiện như thế nào. Ôn lại tí xíu. Đối với lại một cái hàm, chúng ta sẽ dùng kiểu nè, rồi tên nè, rồi tham số. Vậy thì mình xác định là cái phương thức của mình đó có kiểu trả về hay không. Phương thức của mình là có kiểu trả về hay không. Ví dụ như ở đây, người ta ví dụ là public voice input, public voice output. Vậy thì cái phương thức này không có kiểu trả về. Còn trong đề, người ta yêu cầu là thuế nhập khẩu có kiểu trả về là double. Thì lúc này chúng ta sẽ xây dựng trong cái hàm của mình. Public double kiểu trả về cho cái hàm là get thuế nhập khẩu có tham số không? Không có tham số, bởi vì mình chưa cần đến tham số để truyền vào. Khi các bạn dùng kiểu trả về thì nó sẽ báo lỗi ngay nếu như bạn không return cho nó. Vậy chỗ này mình return cái gì? Return cái gì? Giả sử thuế của mình lấy là 10% đơn giá, thì mình return did chấm chấm gì? Chấm đơn giá. Đơn giá nhân 10%.
đơn giá, sao nó không nhận được? Đơn giá. Rồi, ok, 0.1. 10% là 0.1. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ viết hàm nhập. Public hàm nhập không cần kiểu của mình, ghi chữ nhập xuất luôn. Nhập không cần kiểu. Nhập cái gì? Muốn nhập thì mình phải dùng hàm, mình dùng cái scan. Lúc nãy các bạn có mang bài cho thầy sửa đó, thì có bạn là ghi chữ H K K H O, thầy không biết là mục đích của các bạn là cái này là gì. Nhưng mà thầy khuyên các bạn, khi mà chúng ta đặt một cái biến thì chúng ta làm sao để cái tên của nó gợi nhớ đến mục đích sử dụng. Đừng có để theo ý của chúng ta. Nếu như bạn để ở chỗ này là Yến Vi, ok thì được. Bởi vì đó là tên người yêu, tôi thích vậy. Thì ok. Nhưng mà nếu mà các bạn đặt một cái gì đó mà không ai hiểu hết thì hơi khó. Cái này khó đúng không? Rồi ok. Các bạn đặt cho thầy giùm là scan, để cho sau này mình dùng đến nó mình biết là cái này mình đang dùng hàm, mình đang dùng cái class scan để mình nhập dữ liệu vào. Hoặc là bạn để là nhập hay gì đó. Ok, để cho nó dễ thôi chứ không có gì. Rồi bạn sẽ là new scan, mở ngoặc system in đó. Rồi mình sẽ cần gì nào? Mình cần xuất ra một cái câu thông báo nhập vào tên sản phẩm cách ra cho thầy, thì cái sản phẩm của mình this chấm gì? This chấm tên sản phẩm nó sẽ bằng scan chấm net line, net line this chấm giá. Dạ, this chấm đơn giá bằng scan chấm net gì nào? Net double. Còn gì nữa không? Còn thiếu gì? Ctrl C, Ctrl V nhập vào giá sản phẩm, nhập vào giảm giá. Giảm giá là gì nhỉ? Theo các bạn giảm giá là ý của người ta là nói gì? Ví dụ như là giảm giá 10.000, 5.000 gì đó đúng không? Mình cứ nghĩ vậy đi, rồi tí nữa mình tính tiếp. Nhập vào giảm giá, tí chấm giảm giá bằng scan chấm net double. Xong hàm xuất mình muốn xuất kiểu gì đó là chuyện của mình, người ta không yêu cầu gì hết. Kiểu dữ liệu. Bây giờ bạn sẽ xuất cho thầy là tên sản phẩm, giá sản phẩm, giảm giá SOUT
chỗ này phần trăm F đi để mình dễ điều khiển. Tên sản phẩm phần trăm S, đúng không? Rồi xịt gì? Xịt N hoặc xịt T tùy mình, đúng không? Tên sản phẩm 2 chấm. Rồi đến giá sản phẩm 2 chấm phần trăm F, phần trăm F, xịt T. Tiếp nữa là giảm giá 2 chấm phần trăm F, xịt T. Rồi, như vậy là mình xuất xong. Bây giờ qua bài lab 4. Mình sẽ dùng ở đây một cái hàm main, public main. Mình sẽ khai báo một cái biến là sản phẩm SP bằng new sản phẩm chấm phẩy, được chưa? Rồi sau đó chúng ta chỉ cần SP chấm nhập, rồi SP chấm xuất, thử xem nó ra cái gì. SP chấm nhập, SP chấm xuất, chúng ta chọn run file. Hy vọng là không có lỗi, đúng không nào? Tên sản phẩm áo thun, nhập vào giá sản phẩm 120.000, giảm giá 10.000. Lỗi gì? Nó kêu là phần trăm F. À, mình đưa phần trăm vô mà mình không đưa cái gì vô đây hết trơn à. Chơi khó không à. Biểu người ta xuất mà không biết xuất cái gì, đúng không? Chấm gì đây? Tên trước. Rồi gì nữa nào? Phẩy đít chấm đơn giá, phẩy đít chấm giảm giá. Rồi biểu người ta xuất mà không cho người ta cái gì hết. Sản phẩm áo 100, giảm giá là 20. Sản phẩm áo bị lỗi phong, giá sản phẩm 100, giảm giá 20. Xong. Như vậy đối với lại cái phần bài lắp 1 dễ không? Mình còn thiếu cái gì nữa? Thuế nhập khẩu mình chưa xuất nè. Bởi vì mình có tính thuế nhập khẩu nhưng mà mình không biết là cái hàm đó nó có gọi được hay không, đúng không? Bây giờ các bạn cho thầy cái thuế nhập khẩu nữa đi. Như vậy chỗ này mình đừng có xịt T mà mình xịt gì? Xịt N thì có vẻ là nó dễ thấy hơn. Xịt N, chỗ này xịt N, tiếp phía trước xịt N. Và cho thầy một cái nữa là thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu phần trăm F. Cuối cùng mình sẽ gọi cái gì đây? Dis chấm thuế nhập khẩu. Dis chấm vậy? Get thuế nhập khẩu. Rồi giá sản phẩm viết hoa lên, giảm giá viết hoa lên. Qua lab 4, run file, tên sản phẩm áo, giá sản phẩm
100, 123 giảm giá 10.000, 20 đi cho nó khác số. Tên sản phẩm là áo. Ok, chỗ này 100.000 nè, giảm giá 10%, tức là giảm 10.000. Được chưa? Như vậy thì cái việc mà chúng ta xây dựng một cái class, rồi trong đó mình xây dựng các cái field để chứa được các cái giá trị nhập vào, và mình xây dựng các cái phương thức để mà xử lý dữ liệu. Dễ không? Các bạn không thấy khó chỗ nào? Không đúng không? Cơ bản là như thế. Nếu như một khi các bạn làm nó bị vướng ở đâu thì chúng ta giải quyết tiếp. Còn nếu như những cái cực kỳ cơ bản như thế thì thầy nghĩ là không có gì mà khó cả. Tiếp tục, đối với bài 2, viết chương trình tạo ra hai sản phẩm, thông tin được nhập vào bàn phím, gọi phương thức xuất nhập vào hai sản phẩm. Cái của mình lúc nãy là mình đã làm được bài 2, là một nửa bài 2 rồi đó. Người ta yêu cầu nhìn nhập hai sản phẩm, còn mình thì mình nhập gì? Một sản phẩm. Vậy chỗ này bạn muốn nhập hai sản phẩm thì chúng ta làm gì? À, tạo ra sản phẩm 1, sản phẩm 2. Còn không, hay hơn nữa, mình làm gì nào? Ok, mảng. Mình tạo một cái mảng có kiểu là sản phẩm. À, mình tạo một cái mảng có kiểu là sản phẩm. Như vậy thì mình sửa lại chỗ này, sản phẩm. Mình có là SP2 đi. SP2 có kiểu là mảng bằng gì nào? Nếu sản phẩm, chỗ này mình làm sao? Mảng làm sao? Khai báo mảng. Bữa hôm trước cái mảng là nó nằm ở bên trước. Nếu không nhớ, vui lòng quay lại bài trước giúp thầy. Phần mảng của mình chủ yếu ở chỗ là này, lệnh lập và mảng. Đây, khai báo mảng. Mình sẽ khai báo, khởi tạo cho nó một kiểu mảng và có số lần là 2. Mình khai báo là 2 thôi. Như vậy kiểu của mình ở chỗ này mình sẽ chọn là 2, nếu mình muốn chỉ có nhập hai sản phẩm. Như vậy lúc này chúng ta sẽ làm gì? Làm gì để nó nhập được nhiều sản phẩm cùng lúc? Dùng vòng lập, đúng rồi. Mình sẽ for y bằng 0. Ok. Chấm phẩy y nhỏ hơn gì? sp2.len. Đúng không? Y nhỏ hơn sp2.len. Chấm phẩy y cộng cộng làm gì đây? Khi các bạn mở ngoặc nhọn không cần đóng nha, mình enter tự nó đóng cho mình. Mình làm gì? Sản phẩm 2 thứ y chấm nhập. Rồi, sản phẩm 2. Nếu như bạn muốn nhập trước rồi xuất sau thì chúng ta dùng hai dòng for, dùng để nhập sau đó xuất. Còn không thì sp2 chấm gì? Chấm xuất luôn. SP2 thứ y chấm xuất ha. Nếu như các bạn ghi chú cái này lại, khỏi cần cái này nữa bởi vì mình biết rồi. Ghi chú bấm gì cho nó nhanh? Control xuyệt sắc, nó nhanh hơn ha, nguyên group nó nhanh hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái đoạn code này coi nó ra cái gì.
lỗi gì đây ta? SB2Y Ninh, sản phẩm nhập. SB Y bằng 0. Bây giờ mình gọi nhập mà. Vậy mình khởi tạo bằng cách nào? Cũng được. Bây giờ trong trường hợp này, SP2 0 chấm nhập. Bởi vì sản phẩm 0 có giá trị là null, mình sẽ, nếu vậy đâu cần khởi tạo đâu. Rồi, làm cách này. Ở trong này mình sẽ khởi tạo một cái biến sản phẩm SP bằng new sản phẩm. Rồi sau đó mình lấy sản phẩm chấm nhập. Thử nhé, sản phẩm chấm nhập. Chỗ này sản phẩm Y bằng sản phẩm. Đó là mình đang nhập thôi. Chấm nhập sản phẩm Y bằng sản phẩm. Tên sản phẩm A, giá sản phẩm 12345, giảm giá 12. Đúng rồi, mình for 2 lần. For 2 lần sản phẩm 2 thứ Y là B, giá sản phẩm 6789, nhập vào giảm giá. Rồi kết thúc, bởi vì mình chỉ đến đó thôi, mình chưa xuất. Bây giờ mình xuất nhé. Xuất, mình sẽ chọn dòng for theo kiểu gì? Sản phẩm chấm SP 2 chấm SP2, được không? Nếu mình for kiểu vậy được không? Theo kiểu liệt kê hôm trước mình nói là vét cạn á, mình không cần biết nó bao nhiêu phần tử mà cứ lót từ đầu đến cuối, đúng không? Sau đó SP của mình chấm xuất, được không nào? Thử nào. Sản phẩm A, giá 1234, giảm giá 12. Sản phẩm B, giá 5678, giảm giá 56. Xuất. Đây, tên sản phẩm là A, giá, giảm giá thuế nhập khẩu. Tên sản phẩm là B, chỗ này nó thiếu xuống dòng nè, do mình printf mình thiếu xuống dòng cho nên nó không xuống, được chưa? Rồi các bạn xem lại giúp cho thầy, nếu như muốn xuống dòng thì chỗ này mình sẽ làm gì đây? Print mà không làm gì cả thì nó tự động nó xuống hàng, kịp không nào? À, gục, xoay cái lưng lại. Gục ở đó là tí nữa gục luôn á. Rồi tiếp tục phần 3,
Nâng cấp lớp sản phẩm bằng cách bổ sung public cho tất cả truy xuất. Public sản phẩm. Chỗ này là hàm khởi tạo. Hôm trước thầy nói là dùng hàm khởi tạo để làm gì? Khởi tạo tức là mình sẽ cho giá trị vào lúc mới tạo biến luôn, hoặc là không cho. Như vậy thì chỗ này các bạn sẽ thấy là mình dùng hàm khởi tạo bên sản phẩm ha. Nhớ là hàm khởi tạo mình sẽ phải viết trên cùng. Hàm khởi tạo bạn phải viết trên cùng, sau các trường nhé, không được viết sau nha. Hàm contraction các bạn viết trên cùng giúp thầy, nếu mà viết sau nó báo lỗi đó. Như vậy lúc này các bạn sẽ viết contraction bằng cách là, một là insert code, là alternate insert contraction. Nó có rất là nhiều cái dạng contraction. Nếu như mục đích của chúng ta là để khởi tạo thôi, để khởi tạo thôi, thì các bạn không cần chọn gì hết, là không có đưa giá trị vô bên trong, thì các bạn không cần chọn tạo. Và nó tạo ra cái hàm khởi tạo không có kiểu trả về nhé. Hàm này chúng ta gọi là hàm khởi tạo biến. Tiếp tục, chúng ta sẽ tạo thêm một cái contraction khác, là mình đưa vô ba cái giá trị này luôn, ba giá trị này luôn. Vậy thì lúc này tự động nó viết code cho mình, tự động nó viết code cho mình. Đôi khi mình chỉ cần đưa một giá trị thôi. Ví dụ tên sản phẩm mình khởi tạo trước cái tên, còn giá mình chưa biết, giảm giá mình chưa biết, thì mình đưa cái tên thôi, thì nó tự động nó gắn cho mình luôn. Rồi, như vậy lúc này ở bên bài lab 4, bài lab 4, nếu như bạn nêu một cái sản phẩm, có thể bạn sẽ gán trước giá trị của nó ở đây. Đó, một là sản phẩm không có gì, hai là bạn có thể gán tên, ba là bạn có thể gán tên, gán đơn giá, gán giảm giá. Tức là mình xây dựng cùng một cái biến sản phẩm mà mình có thể không gán gì hết, hoặc gán tên trước, hoặc gán cả ba trước. Hoặc là mình muốn gán hai giá trị trước cũng được, thì bên kia mình xây dựng hai giá trị, tùy thuộc vào mục đích của mình đang muốn làm cái gì thôi. Được không? Chỗ này nếu như mình chọn hai thằng này, mình gọi lại chỗ này thử coi. Sản phẩm 2, chấm OK, mình phải khởi tạo nhé. Rồi các bạn code lại cái đoạn này giúp thầy. Đó là các cái hàm khởi tạo chúng ta làm thêm. Tên sản phẩm. Rồi cái hàm tiếp theo là hàm lấy số liệu ra. Lấy số liệu ra. Get tên sản phẩm. Vậy chỗ này chúng ta xây dựng một cái hàm lấy tên ra. Ở chỗ này chúng ta sẽ xây dựng một cái hàm lấy tên. Get và set ha, thiết lập và gán. Ví dụ mình get cái gì? Mình get tên sản phẩm, hoặc là mình get giảm giá, get đơn giá, là tự động nó tạo ra ba hàm cho mình luôn. Đây, cái này nó mới tạo nè. Get tên sản phẩm thì nó return về tên sản phẩm, get giảm giá, đơn giá, get giảm giá. Vậy lúc này
ở bên cái class 4 này nè, mình sử dụng cái biến, ví dụ như sản phẩm 2 0 chấm, các bạn nó xuất hiện thêm gì? Get đơn giá, get giảm giá, get tên sản phẩm, get thuế thu nhập. Nó tự động nó tạo thêm cho mình ba cái này, 1 2 3. Nếu như mà mục đích của mình muốn lấy tên ra. Đó, thì mình làm cái hàm get. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái bài lab 4 rồi đó. Get, set. Còn hỏi gì nữa không?